Hôm nay mình lên clip để giới thiệu với mọi người một số cái bộ ấm trà từ giá thấp đến giá cao và hai cái cảm ơn tượng cơm phía bên kia bằng nhựa nhưng mà mắc in da băng hết nha mọi người. Thì như thường lệ, trước khi vào nội dung chính thì mình lại công bố cái quỹ lá lành đùm lá rách. Thì lũy kế đến ngày cái clip hôm trước ngày 24 tháng 10 ấy, là mình báo là 1.900.000, và đến ngày hôm rày mình không có lên clip, thì ngày 27 đến ngày 27 tháng 10 không có lên clip, cho nên số lượng đơn hàng thì nó cũng thấp, là 3 đơn hàng là nhân với 5.000 là bằng 15.000. Có anh Thiện ở Hậu Giang, ảnh không có mua hàng nhưng mà ảnh nói lâu quá không có mua hàng, gọi điện để đóng góp, ảnh chuyển khoản 200.000, ảnh đóng góp 200 là tổng cộng 215.000. Lũy kế đến ngày 28 tháng 10 là 1.900.000 cộng với 215 là bằng 2.115.000. Quỹ của mình đến ngày hôm nay, tức là ngày 28 tháng 10, là được 2.115.000. Rồi, vào nội dung chính thì như quy định bán hàng thì nói cũng nhiều rồi. Thì anh em chuyển khoản thì mình bao ship, còn nếu ship COD thì anh em chịu thêm, không có điều kiện chuyển khoản mà ship COD thì anh em sẽ chịu thêm cái phí giao hàng. Phí giao hàng thì nó khoảng tùy theo món hàng, giá trị của đơn hàng nặng nhẹ thì nó có thể là từ 30-50 ngàn, 30 đến 50 ngàn, thậm chí có đơn hàng khoảng 60-70 ngàn, 100 mấy cũng có, tùy theo giá trị đơn hàng. Thì cái hình thức giao hàng thanh toán là như thế. Thì vào cái nội dung chính, và nội dung chính cái món số 1 là một cái bộ bình sake, rượu sake của Nhật bằng gốm, hai bình và năm chung. Những cái viền của cái cành cây tre này á là nó bằng, nó vẽ thủ công bằng vàng. Cành cây tre này, một bụi tre ở đây, có một cái vần thơ, cái bài thơ ở đây trên cái vành miệng này, nó cũng vẽ màu vàng, cái bằng vàng á, vàng thật ở trên này. Đây, bình, bộ bình đó là như thế, đơn giản nhưng mà đẹp. Đây, vẽ vàng ở đây, vẽ thủ công nha mọi người, đơn giản nhưng mà đẹp, trưng bày rất là đẹp. Nó gồm có năm hai cái bình và năm cái chung như thế này, gồm có cái dĩa luôn. Cái dĩa này là không có, nó không có theo bộ, nhưng mà mình lấy để mình chung để mình bán á, cho nó dễ. Thêm cái dĩa này chắc là bằng nhựa mà nó làm vân vân giả gỗ nè, vân vân giả gỗ rất là đẹp, nó làm giống như một cái miếng gỗ, cái khúc gỗ mình cưa ra vậy đó, cũng khá là đẹp ha. Rồi một bộ như thế này, bộ số 1 có giá là 400.000, anh em chuyển khoản mình bao ship. Thì anh em mà thường là mấy cái bộ như thế này, đồ sành xứ này là chuyển khoản mình mới giao hàng nha anh em. Thì anh em chuyển khoản mình bao ship. Đó, giá đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Như thế này, bộ như thế này rất là đẹp ha. Đây. Và anh em suy nghĩ cái gì hàng, suy nghĩ kỹ trước khi đặt hàng, nhất là đối với những món hàng mà ship COD á, thì nhiều khi hàng giao tới nói không có tiền để nhận hàng, rồi lại hàng lại chuyển hàng thì tốn chi phí giao hàng của mình là một chuyện. Chuyện thứ hai là hàng nó để rất là lâu, đi tới đi lui khoảng nửa tháng trời thì mới đảo về, trong khi mấy những món hàng đó thì anh em hỏi rất là nhiều, có những anh em khác hỏi rất là nhiều. Đây, giá 400.000 bộ số 1. Bộ số 2 là chuyển khoản vào ship luôn. Và bộ số 2 này là bộ nó còn cái hộp luôn nha anh em, nó còn nằm trong hộp mới luôn nè. Đây, nó còn cái hộp của nó nè, nhưng mà mình tìm cái dĩa để mình để cái dĩa vào. Để cái dĩa vào thì nó trưng bày nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà để cái dĩa vào thì nhiều khi nó khó, lại khó giao hàng nữa. Kệ, khó
dù là nó khó nhưng mà để cho anh em đẹp. Cái dĩa này nó bằng gỗ nha, bằng gỗ nè, mà chỗ này nó tróc nước sơn nè. Về anh em có thể là lấy BU mình đánh lại hoặc là gì đó, muốn đẹp thì đánh lại, không đẹp thì để thì như vậy. Bộ số 2 này có giá là 650.000, bằng gỗ nè. Bình sake của Nhật đây, cái bình của nó nè, vàng. Để mình đo, lấy cái thước đo để cho anh em, lấy cái thước đo để cho anh em dễ hình dung cái chiều cao của nó. Nó cũng bằng cái bình bên mã số 1 vậy đó nè, cao khoảng 13,5, đường kính miệng là khoảng 4,5, bầu khoảng 7, đường kính đáy là khoảng 5,5. Đây nó hình tranh cảnh nè, vẽ thủ công nè. Bên đây là ngôi nhà, rồi cây cối, rồi sân nhà gì đó. Đây là vẽ thủ công nè. Trên đây là vác vàng nè, giác vàng ở trên này. Nó làm men chỗ này nổi nè, rất là đẹp. Đó, nổi luôn. Dưới đây có chữ nữa nè. Nổi luôn, bộ này bộ mới của Nhật. Còn mới luôn, nó có hai bình giống nhau. Và năm cái chung thì tranh cảnh cũng giống như cái bình vậy đó. Này. Chỗ nó mấy chỗ này là vàng, men chỗ này là nổi nè. Đẹp lắm nha. Và cái này là chiều ngang đó là đường kính của cái chung là 55, cao là khoảng gần 40 á. Nhỏ nhắn đẹp xinh xắn. Rồi, 5 cái bộ như thế này, bộ số 2 có giá 650.000. Đây, trưng bày rất là đẹp nha. Kể cả cái gì gồm cái dĩa luôn nha. Mấy bộ này không có dĩa, nhưng mà mình để cái dĩa, kiếm mua thêm cái dĩa để vào cho mọi người thì trưng bày nó sẽ đẹp hơn. Bộ số 2 có giá là 650.000. Tiếp theo bộ số 3. Tiếp theo bộ số 3. Bộ số 3 là một cái bình trà và 5 cái chung. Đây. 5 cái chung là 5 cái loại hoa. Hoa khác nhau. Và một cái bình trà, một bình trà thì không có hoa. Nó làm cái này nó nét mộc mạc quê mùa. Nhưng mà không kém phần sang chảnh nha. Trên cái mâm, mâm này chắc không biết nhựa hay là gỗ. Mâm không biết là nhựa hay là gỗ, có thể là gỗ cũng có thể là nhựa. Mấy cái mâm này nó hay làm bằng gỗ lắm, nhưng mà nhìn mình búng vào thì nó giống y chang như là nhựa vậy đó. Nhiều khi có những mâm mình tưởng là nhựa nhưng mà thực chất khi mà mình cào ra thì nó lại là gỗ. Nhưng mà bằng cái gì cũng quan trọng là nó đẹp. Rồi, giới thiệu chi tiết cái bình trước. Cái bình này mộc mạc này mọi người, nhưng mà nó mấy bình này nếu mà nó có, nó khá là đắt tiền nha mọi người. Gốm được nung rất là chắc chắn nè. Bình này mới mà rất là đắt tiền nha. Bình này nó đã qua sử dụng rồi nè, nó có cái lược ở chỗ này nè, mình có thể mở ra để vệ sinh được. Chỗ này nè, nó gắn vào nè, có hai cái lợi nè, mở ra để vệ sinh được. Men này nó nung rất là chắc chắn nha, rất là bền, có chữ Nhật ở đây nè. Đó, cái gán nè, rất là mộc mạc. Nó sử dụng rồi nhưng mà cái bình này mình nghĩ là nó đẹp. Và cái bình này nè, với 5 cái chung này là 5 chung mới. Và cái bình này là cái bình khác, nó khác chung. Nhưng mà mình thấy nó giống nhau nè, nó làm kiểu nè, mấy cái vân này giống nhau nè. Nên mình mua mình ráp vào, tại có bình và có chung thì mọi người sẽ dễ xài hơn là mua 5 cái chung không mà không có cái bình. Đây. Cái bình như thế. Cái bình này có đường kính là khoảng 11 á, cao là khoảng 7. 11 cao khoảng 7. Và 5 cái chung thì nó có 5 màu khác nhau, không phải màu khác nhau mà là bông hoa khác nhau. Những cái này nó rất là mộc mạc. Chín, đường kính nó chín á. 9 phân, cao khoảng 6. Đây. Men nổi nó có gì vẽ vài cái lá cây thì nó bằng vàng. Bên trong là men trắng. Cái loại này nó mộc mạc nhưng mà nó đẹp nha.
thì nó y chang nhau à. Đây cái chỗ mề thì nó bông khác nè, có chữ dưới đít nè. Đó, cái này hàng mới của Nhật, nó chưa sử dụng, chỉ có cái ấm trà là nó sử dụng rồi. Đó, chữ đây. Rồi, bộ số 2, bộ số 3. Bộ số 3 có giá là 800 ngàn. Bộ số 3, nha, 800 ngàn, kể cả cái mâm này luôn. Mình giao hàng là sẽ giao chung luôn cái mâm, có giá là 800 ngàn, luôn cái mâm luôn. Lấy giá rẻ để anh em giá cũng hữu nghị, để anh em xài tiếp cận được những cái bộ bình ấm trà của Nhật. Tiếp theo một bộ số 4, bộ số 4 là một bộ đất nung. Bộ đất nung mà mình thường là ấm trà, chén trà này đụng tới những cái bộ đất nung thì nó giá nó cao nha mọi người. Đất nung giá nó cao lắm. Đất, một là đất nung, hai là ngũ sắc. Đất nung và ngũ sắc giá nó cao. Và đặc biệt là đất nung mà có tráng men bên trong nè, giá nó cao hơn đất nung mà ở bên ngoài bên trong đều là đất nung hết thì giá nó thấp hơn. Còn mà nó có tráng men bên trong thì giá nó càng lại càng cao hơn nữa. Đây, này cũng mộc mạc đơn giản nè mọi người. Để lại cái mâm này luôn nè. Đó. Đẹp ha. Nhìn rất là đẹp. Nó hợp màu với cái mâm luôn nè. Chung thì nó chung trà thì nó y chang nhau, 5 cái. Này là vô bộ luôn nè. 7,5 và cái này là mới luôn, chưa qua sử dụng nha mọi người, nó chỉ là không có hộp thôi, cao khoảng 5. Nó chỉ không có hộp thôi, 5 cái y chang nhau. Đó. 5 cái. Rất là giống nhau. Rồi. Giá của cái số 4 này là 1.100.000 đồng, 1.100.000 mọi người, 1.100.000. Đường kính của cái ấm trà này là đường kính khoảng là 9, đường kính 9, cao là khoảng 5,5. Mới luôn nha, còn tem nữa nè. Cho mọi người xem cái mâm đỏ nãy không có cho, không biết bằng nhựa hay bằng gỗ, cạo ra mới biết, nhưng mà đa số là nó bằng gỗ, cũng có bằng nhựa, nhưng mà bằng gì không quan trọng, quan trọng là nó đẹp. Này ở dưới này có chữ Nhật dưới này luôn nè. Đó. Giá có luôn cái mâm nha mọi người, 1.100.000, chuyển khoản bao ship luôn, giá không thể rẻ hơn nữa. Hôm trước mình có bán mấy cái túi du lịch đó. Chuyển khoản thì bao ship, nhưng mà đa số anh em mua COD. COD mấy cái túi là giao hàng, phí giao hàng không có cái nào mà dưới 40 ngàn hết chứ. Không nào dưới 40 chứ. Nhưng mà khi mình giao hàng rồi là mình chỉ thu anh em phí giao hàng có 30 ngàn thôi. Nhưng mà có đơn hàng nó lên phí giao hàng lên gần 60 ngàn. Chỉ thu anh em 30 ngàn tiền phí giao hàng, trong đó mình có hỗ trợ luôn phí giao hàng. Còn này chuyển khoản, anh em chuyển khoản mình bao ship luôn. Đó. Bộ 1.100.000, đẹp, mộc mạc, chất phát, nhưng mà không kém phần sang trọng nha. Cái bộ số 3 và bộ số 4 này. Tiếp theo là bộ số 5. Bộ số 5 đây. Bộ số 5 cũng là một bộ của Nhật. Bộ này nó không còn mới, nhưng mà nó không hợp nha mọi người. Đây, giới thiệu cái ấm trà trước đi. À, ấm trà là những cái bông hoa. Bông hoa nó được vẽ bằng như là men vậy đó. Và bằng vàng, vàng hay đồng gì trên này nè. Vẽ men, nó nổi nè. Rồi vào nó nhám tay. À, màu thì nó màu giống như màu đồng vậy đó, vẽ cái vòng ở trên đây màu đồng vậy, trên đây thì vàng. Bộ số 5 này báo giá luôn, bộ số 5 này là 1.200.000. Nó gồm một cái ấm trà
và 10 cái chung trà luôn nha. Bộ này nó tới 10 chung rồi. Ở dưới đây nó vẽ men men nó tán ra xong nó vẽ lên men nổi nè. Dưới đây là vàng nè, bông hoa rồi giác vàng đây. Đó. Đẹp. Đây. Cái ấm trà cao khoảng 8, đường kính là khoảng 8,5. Bộ số 5 thì giá 1 triệu 200 ngàn đồng nha mọi người. Đây, những cái chung trà thì nó là như nhau. Bông hoa thì nó giống như bông hoa của cái ấm trà luôn. Đây, trên đây là những cái bông hoa này. Và phía dưới này nó vẽ một cái vòng giống như là đồng vậy đó. Màu đồng rất là đẹp. Men nó làm như men rạng luôn, men rạng, men men mẻ, người ta gọi men men nứt, men mẻ gì đó. Rạng rạng bên trong này. Mười cái chung giống nhau và cái mâm luôn, kể cả cái mâm luôn, giá 1 triệu 200 ngàn đồng, quá rẻ. Đây mâm luôn, mâm này giống cái mâm kia, dưới đó không có chữ nha. Mâm chắc nghĩ mình nghĩ chắc nó bằng gỗ. Cái ấm trà như thế này mà để trong cái mâm nữa là trình bày đem ra sử dụng là cực kỳ sang chảnh luôn nha mọi người. Giá chỉ có 1 triệu 200 ngàn đồng thôi. Mã số 5, mã số 6, mã số 6, mã số 6 này mình chưa có dán giá nhưng mà báo giá thì lát mình dán sau. Mã số 6 nó cũng một bộ 10 chung nhưng mà nó đẹp hơn. Cái mâm thì nó cũng y chang như vậy đó, mâm nè, mâm y chang như mâm mã số 5 vậy đó. Mọi người chờ chút xíu để mình dán cái giá vô luôn. Rồi, bộ số 6. Bộ số 6 gồm có một cái ấm trà và 10 cái chung trà. 10 chung trà thì nó y chang nhau. Ở trên đây là một vòng nó vẽ bằng vàng. À, men thì men men nứt, men rạn. Đây nó nứt 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 nè. Đó. Ở dưới này có chữ nè. Hình hình như là một cái cánh quạt cho nó, bên trong có những cái hoa nó vẽ bằng men nổi đẹp. Rờ rờ vào nó nhám tay chứ không phải nó nổi lên nhiều nha, nhám 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 tay đây. Và một cái ấm trà này to đây, ấm trà cũng là cái bông giống như của cái chung trà, cái ly trà vậy đó. Một cành hoa anh đào đây, hoa anh đào hoa gì không biết nữa. Đây chỗ này nó có vàng nè, vàng nè, vàng chỗ này nữa nè, ấm trà nè, bông như thế đó. Trên nắp cũng có bông luôn. Ấm trà chào. Cao khoảng 10, đường kính cao khoảng 10, đường kính khoảng 9, đường kính khoảng 9. Một cái ấm trà và 10 cái chung trà, màu rất là đẹp, màu sắc rất là đẹp luôn. Đây như thế này, nó có giá là 1 triệu 300 ngàn đồng. Mã số 6, mã số 6 đây mọi người, giá 1 triệu 300 ngàn đồng. Mã số 6 giá 1 triệu 300 ngàn, gồm một ấm trà, 10 cái chung trà và cái mâm luôn, giá 1 triệu 300 ngàn đồng. Muốn ấm trà, chung trà và mâm trà một bộ như thế này mình tìm rất là khó nha mọi người. Về khỏi cần phải tìm cái đồ đựng nữa, có cái mâm trà đựng như vậy là sang chảnh rồi. Tiếp theo một cái bộ số 7, một số 7 này là bộ đất nung. Bộ đất nung mà này nó giá nó cao nha mọi người, mình lấy giá nó rất cao rồi nhưng mà nó đẹp lắm. Ly cao này giá nó cao, bộ này nó mới luôn, còn hợp luôn này, còn hợp luôn nè. Bộ đất nung này nó cao cấp nên giá nó hơi hơi cao, nhưng mà mình sở hữu nó để
sử dụng trưng bày thì rất là đẹp. Đây hộp của nó đây, hộp nó cũng còn khá là đẹp. Cái bộ màu trắng này nè, bộ số số 6 này nè, hộp nó vẫn còn luôn, nhưng mà nó te tu ở trên mình bỏ rồi, nó còn hộp luôn á, nhưng mà hộp nó còn xấu xí. Đây giới thiệu cái chung trà trước đi. Chung trà nè, màu xanh nè, đất nung mà nó làm màu đẹp lắm. Đây đơn giản, mộc mạc chất phác nhưng mà rất là sang chảnh. Đây cành cây tre và mấy cái chữ này, chỗ này lá tre chữ, bên trong là tráng một lớp men trắng nè. Đây nước nung cao cấp nha mọi người. Cái chung thì nó 5 cái giống nhau, màu sắc giống nhau luôn, cao khoảng 7,5, đường kính khoảng 6 cm. Chung trà thì giống như trang nhau, và ấm trà thì nó hình ảnh chữ nè, cây tre và những cái chữ rất là đẹp. À, bên trong là nó còn tem luôn nè, cái hình chữ gì đó. Ấm trà nó có gắn thêm cái ống ống mũ. Đây. Cái bộ thì nó sang trọng, giá đó là 1.600.000 đồng, 1.600.000 đồng. Cái bộ này bán là không có lời luôn mọi người, nhưng mà vẫn phải không thể nào bán giá cao được. Lỡ lấy giá nó khá cao rồi nên bán cao có thể là về vốn luôn đó. Này cái mâm trà này nó còn giá luôn nè, cái mâm này nó bằng gỗ nè, giá nó để hàng ngàn yên nè, giá bình Nhật là ngàn yên nữa mọi người, còn mới luôn. Mâm trà nè, hình hình cây tre nè, trùng với cây tre trong cái bộ bình kia luôn, trong bộ bình luôn. Đây này bằng gỗ rất là dày, dày cái chỗ này là nó dày gần cả phân á, gần một gọt 1 cm đó. Gỗ luôn, và để cái bộ bình trà này lên thì cực kỳ sang trọng, nó vừa vừa vặn thì nó cân đối điều điều hòa. Đó. Bộ này 1.600.000 đồng, bộ số 7 này có giá là 1.600.000 đồng, giá này không có lời nữa mọi người, 1.600.000 đồng bộ số 7. Còn cái hộp luôn, cái hộp đựng luôn, mọi người mua thì mình giao luôn cái hộp, nó hơi khó gói hàng nhưng mà vẫn phải gói. 1.600.000 đồng bộ số 7. Và tiếp theo là hai cái cà mên cơm. Nãy giờ quên để cái micro, chắc là cái bộ số mấy cái bộ này chắc mọi người nghe nó nhỏ nhưng mà lỡ rồi. Tiếp theo là cà mên cơm. Hai cái bộ cà mên cơm là bộ số 8 và bộ số 9. Cà mên cơm này là hình con voi của Joji Lucy nè, nó hiệu của mấy quần nước á. Nè chắc chắn cái bộ này nó chắc chắn lắm, cái này nó đã qua sử dụng rồi, còn cái này là nó mới luôn nè, cái số 9 là nó còn mới trong hộp luôn nè, cái này đã qua sử dụng rồi hả, cái này nó chắc chắn lắm. Hiệu cũng vôi này là nó nổi tiếng nè, nó đã qua sử dụng rồi nên nó cũ kỹ, mọi người về rửa lại xài. Và cái này là nó sử dụng cho một người ăn á, mình đi đâu đi làm công trình gì mà xài cái này thì nó rất là ngon. Dù gì đù xì rồi, coi dưới đây nó có để mắt in đâu không, nó tiếng Nhật không à, tiếng Nhật thì chắc chắn là mắt in do băng rồi đó, để toàn tiếng Nhật với cái hình cũng vôi thôi. Hiệu này thì nó sản xuất ở nhiều nước, Thái Lan, Malaysia, China gì, nhưng mà nó chuyển Nhật không là thường thường là made in Japan. Trên đây là cái hộp đựng đồ ăn nè, mở ra nè, nó đầy rất là khít,
Và trong đây nó có cái hộc nữa nè, hộc này để đựng nước chấm nè. Nó đã qua sử dụng rồi nhưng mà nó còn khá đẹp. Dưới đây lại là thêm một cái hộp nữa, hộp này chắc là đựng cơm đựng canh gì này. Nó vặn đây, hộp thì nó cao 9,5, cao 9,5, đường kính là 10,5. Cơm bên canh này, này sử dụng cho một người ăn. Đây, tiếp theo là cái hộp tiếp theo còn nữa, cái hộp tiếp theo, hộp tiếp theo để tại lấy tay lấy mới được. Đây, hộp này là chắc đựng đồ ăn, còn hộp kia là đựng cơm. Cái chén này là sử dụng như là cái chén gì đó, cái nắp nè, chén nè, có đồ đậy luôn nè, đồ đậy để có ron ở đây luôn nè, để cho nó không có bị đổ. Rồi đậy xong vặn lại nữa, vặn nắp lại giống như là cái chén ăn cơm gì đó. Này nó bằng cái chén cơm của mình á. Rồi bỏ vào, bỏ hàng vào, bỏ hàng vào, đậy cái này lại. Quên nữa, nó còn một cái nữa, nó còn một cái nữa đây nè, cái nĩa đây, chắc là nó một bộ không, một cái luôn, đựng như đây cái nĩa gì vô di si luôn, có cái nĩa thôi, không có đựng được cái muỗng, đựng được cái muỗng. Để lên. Rồi cái này có giá là 700.000 đồng, cái cầm bánh cơm có giá là 700.000. Đổ vô sớm vừa ra, này nó bị dướng như vậy. Rồi, một cái cà mâm cơm rất là nặng nha, có giá 700 ngàn. Để mình đo hết cái chiều ngang nè, là 10, 16 nè, 16, này chiều dài đi, chiều dài 16, ngang là 10, 14,5, và nó cao là 27, cao có 27, có dây, dây đeo còn luôn nè. Sử dụng cho một người ăn, đi công trình đồ thì rất là tiện lợi. 700.000, mã số 9. Mã số 9 là một cái cũng là một cái cầm ăn cơm của Nhật luôn, mắc in giao băng luôn, còn trong hộp luôn. Này mọi người, chữ Nhật cái này không nè, mắc in giao băng dưới này nè, không biết mọi người thấy không đó. Nha bạn, hiệu của nó đây, này là to, này có thể sử dụng là hai người ăn được, chiều dài nó là 20, 23, ngang nó khoảng 16, ngang khoảng 16. Mình muốn mở cái này ra là mở hai cái nhựa bên đây nè, mở ra từ cái đó, mới mở ra được. Đây ở phía trên này á là nó có mấy cái muỗng, mấy cái nĩa, cái hộc trống này không biết để đựng gì, để mình đựng muỗng nĩa thêm hay sao đó. Nó không có cái hộc trống này, nó lại không có cái gì hết, mấy muỗng mấy cái nĩa bằng nhựa. Đó. Trên này nó trống để mình đựng gì thêm không biết, đựng khăn hay đựng gì đó. Mình muốn đựng gì mình đựng. Rồi, ở đây nó có một cái nắp. Cái nắp của cái hộp này, bên trong thì nó có dây nè, dây đeo nè, còn mới luôn nè, chưa xài nè. Cái hình nè,
Và bên trong này nó lại có một cái gì nữa để làm cái gì không biết luôn, cái hình bên ngoài nè, cái hộp gì để định để làm cái gì không biết luôn. Nó có màu ở trong đây, son giống như là son vậy, dơ ngón tay luôn đó. Không biết làm gì, hay là có người về nghiên cứu thêm. Để bậy, để cái này vô cái bọc như thế này mới đúng rồi. Rồi mới để vào cái hộp đó. Hộp này chiều cao nó 8, chiều ngang thì nó bằng cái hộp ngoài. Tiếp tục bên trong này nó có một cái hộp nữa dưới nè, một hộp nữa. Cái hộp của cái hộp trên mình nghĩ là nó đựng, nó thiết kế để đựng đồ ăn khô. Chỗ này như đây nó có một cái hộp nữa nè, to, cái này hai người ăn cơm, để cơm như này hai người ăn được. Phía trên này thì mấy cái hộp này chủ yếu là thiết kế để đồ ăn khô chứ không có để canh thì mình xách, thì nó mình làm nghiêng thì nó đổ, mình xách đứng thì được. Đó, bộ nó như thế này, giá 750 ngàn nha, mã số 9 nè, giá 750 ngàn. Nó không chắc chắn bằng cái kia mặc dù nó đã qua sử dụng rồi nhưng nó chắc chắn hơn, nó kín hơn. Cái kia chỉ sử dụng cho một người ăn thôi, cái này thì có thể là hai người ăn, son dính chỗ này luôn. Hộp to, giá 750 ngàn. Đồ Nhật mà nó chưa qua sử dụng nữa nên giá nó hơi cao, và hàng qua sử dụng rồi giá nó cũng cao nha, tại hàng nó rất là chất lượng. Mấy cái này chủ bãi nó bán giá mắc. Rồi hôm nay mình có tổng cộng là 9 mã hàng, 9 cái món hàng mình giới thiệu đến mọi người, gồm có 6 cái bộ tách trà. Thứ nhất là ấm rượu sake nè, thứ hai rượu sake, thứ ba là bộ trà đất mộc mạc chất phát, thứ tư là cùng bộ trà đất nung, thứ năm là bộ trà mười trung, thứ sáu bộ trà, và thứ bảy là bộ trà đất nung giá hơi cao, và thứ tám thứ chín là hai cái cầm hành cơm, một cái hộp đựng cơm này nó giữ nhiệt độ nó rất là lâu, giữ ấm cho cơm và đồ ăn của mình nó lâu. Thì mọi người xem, thứ nhất là có thể giải trí cho vui, thứ hai là thiếu nếu thấy món nào phù hợp thì có thể là mình chọn và liên hệ với mình là theo số điện thoại là 0988 1903 03, mình tin được ở An Giang. Xem thấy món nào phù hợp thì chọn. Và anh em nếu thấy kênh hay thì có thể đăng ký để đón xem những clip mới nhất và tìm cho mình những sản phẩm phù hợp nhất. Đây. Và có tấm lòng thiện nguyện thì khi mua hàng có thể đóng góp vào cái quỹ lá lành đùm lá rách bằng cách là thông báo cho mình biết trước là ủng hộ số tiền bao nhiêu tiền đó để mình cộng vào tiền hàng luôn, hoặc là anh em chuyển khoản thì chuyển thẳng vào khi cộng tiền hàng là chuyển khoản vào tài khoản của mình luôn. Thì hôm nay là có những cái món hàng như thế, thì rất mong nhận được sự ủng hộ của anh em để kênh của mình ngày càng phát triển. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.